Kính thưa các quý đạo hữu, chỗ bạn là Nga. Bạn Nga là bạn chính là nhân vật mà bị liệt chân ấy, liệt không đi lại được. Và bạn đi chữa rất là nhiều bệnh viện từ Hà Nội đến miền Nam, các nơi rồi. Bạn là nhà báo. Thế và đi chữa bệnh khắp nơi rồi không khỏi. Về bạn ở nhà nên trên mạng tìm kiếm thì mới thấy được cái video của sư phụ. Thế rồi bạn xem mấy lần, thế rồi đi về chùa trở lại thành người bình thường. Chứ nếu không thì cả cuộc đời này nằm đấy rồi ngồi xe lăn. Trên cái với cái lòng tin mãnh liệt như vậy, khi bạn ấy vào tu tập trong đạo tràng thì từ cái lòng tin kiên cố của mình, không cái gì bằng người đó xác chứng sự thật, thì người ta nói có cái sức thuyết phục rất là lớn. Từ cái sự đau khổ của mình sẽ thấu hiểu được sự đau khổ của người. Từ cái sự chuyển hóa của mình mới mong mỏi cho người khác được chuyển hóa, cho nên nó phát sinh được một cái năng lực tinh tấn. Chỗ này Nga từ ngày vẫn biết đến là rất nỗ lực tinh tấn. Bởi vì cái người mà đã từ cái khổ mà được cứu ấy, thì người ta sẽ đi tuyên truyền cái thuốc đấy cho mọi người. Khổ mà. Các quý đạo hữu thấy một người mà tuổi rất trẻ, đầy năng lực, đầy sức sống, làm nhà báo, đi đây đi đó, phải không? Một buổi sáng ngủ dậy nằm không xuống khỏi giường được nữa, liệt luôn. Đi tất cả bệnh viện Hà Nội, đi tất cả bệnh viện miền Nam, đi hết rồi, các thứ chữa hết rồi, và được trở về với con số 0, đó là trả về nhà, nằm liệt tại nhà và chấp nhận suốt đời. Thế thì các quý đạo hữu thấy bệnh thế còn chữa được, thế thì tất cả Phật tử chúng ta quá nhiều nghiệp khổ luôn, phải không? Quá nhiều nghiệp khổ mà chúng ta có thể thanh lý được nó để cho chúng ta đỡ khổ. Chỉ có quan trọng là điều chúng ta có tinh tấn hay không thôi. Còn bạn Nga bạn bị liệt, phải đi xe lăn về chùa, nỗ lực tu tập. Cái chương trình bài số 8 ấy, thế từ một cái việc người thật việc thật như thế, cho nên cái tình thương, cái sự nhiệt tình nó sẽ hơn người khác. Đúng không các quý đạo hữu? Cái nhiệt tình vì mình khổ quá rồi, không ai lại có thể mà có thể cảm nhận được cái nỗi khổ của cái người quá khổ mà người ta được thoát khổ đâu. Khổ quá. Cho nên người ta sẽ có cái sự kiên trì giúp đỡ mọi người. Kiên trì. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Kiên trì giúp đỡ mọi người. Kiên trì. Vì thế cho nên là người ta thấy những cái người khác bị khổ, người ta cố gắng. Vì cái người bị khổ, người bị khổ, nguyên nhân của khổ là gì? Là do tà kiến, không hiểu chính pháp. Cho nên bây giờ mà gặp được chính pháp, người ta rất khó tiếp nhận. Người ta chưa có cái căn lành. Vì thế cho nên cái người giúp đỡ cho người khác được giác ngộ mà bớt khổ là người phải nhiệt tình, tinh tấn. Cho nên tại sao mà Đức Phật mới nói là Đức Phật thương chúng sinh như thương con đỏ. Các quý đạo hữu thấy bố mẹ mà thương con ấy, con có biết gì đâu, phải không? Chúng ta bé đẻ ra bệnh có biết gì đâu. Nhưng mà phải dùng nào là dỗ mới cho mới ăn chứ, nó có chịu ăn đâu. Các quý đạo hữu thấy nuôi con nhỏ có thấy đúng không? Bố thì hát, bà thì múa, mẹ thì đút, nó mới ăn miếng. Thực chất nếu mà nó hiểu rồi, nó biết là ăn để cho nó lớn, sao nó không ăn? Nhưng mà đây nó không hiểu gì. Nó đang sống theo cái thích của nó. Nó không thích ăn, nó thích chơi thôi. Chứ nó không biết rằng là không ăn sẽ còi xương, sẽ chết, nó không biết được. Thì cái người ác nghiệp cũng như vậy, các quý đạo hữu ạ. Cái người mà đang bị bệnh khổ, đang bị ác nghiệp, người ta cũng vậy. Người ta không thể tinh tấn, người ta đang sống theo cái của người ta. Tức là người ta rất khổ thì nó cần gì? Cần phải đi làm lấy tiền để mà còn sinh sống, cần phải nuôi cháu, cần phải bế cháu, cần phải nhiều thứ. Cho nên bảo người ta tu
Người ta cứ nghĩ là cái người dỗi dãi vô công rồi nghề thì mới tu, chứ tự nhiên đi tu làm gì, phải không? Còn đang bận bổ sư đi còn tu mới tí cái gì. Đấy, người ta thường nói thế. Thế nhưng mà cái người giác ngộ rồi thì sẽ biết rằng khổ là do không biết tu tập thiện pháp cho nên khổ. Cho nên bây giờ là phải cố gắng giúp đỡ cho người khác hiểu ra một chút, làm được một chút việc thiện, tu được một chút giác ngộ một chút thì nó mới hết khổ được. Thế nhưng mà cái người mà biết cái cách hết khổ thì lại là cái người người ta đã chiêm nghiệm rồi. Còn cái người chưa biết thì lại đang rất là có những cái tà kiến, phải không? Vì thế có phải nỗ lực cố gắng không? Đấy, cho nên chúng ta phải giúp cho người ta chỉ cần làm được một việc thiện nhỏ thôi, nhỏ chút xíu thôi ở trong Phật Pháp. Nghe một bài Pháp thôi, chuyển một bài Pháp về cho họ nghe bài Pháp đã là khó rồi. Khó lắm. Thế nhưng thực chất ra nghe Pháp thì lại rất giá trị. Đôi khi có những oan gia chùa đấy nó giác ngộ. Các quý đạo hữu ạ, có thể sau khi nghe bài Pháp, cái việc của mình nó có chuyển hóa. Thế nhưng mà chúng sinh thì lại không hiểu điều đó. Nên tại sao cái bài số 8, người ta tu người ta chuyển nghiệp nhiều thế? Vì nó có nghe Pháp, có tụng kinh, có cúng dường đầy đủ. Thì cái người chưa có tiền cúng dường có ít thôi, nhưng mà nghe Pháp nó cũng đã đỡ đi một chút rồi. Có quý đạo hữu ạ. Thế thì cái người làm trưởng đạo tràng, trưởng nhóm, rồi ban cán sự rất là nỗ lực vất vả, tinh tấn. Thì tại sao họ lại tinh tấn thế? Vì họ có được trải nghiệm cái sự chuyển nghiệp trong tu tập Phật Pháp. Thế nhưng họ có sách tấn đạo hữu thì cũng rất khó khăn, chật vật. Phải không? Bởi vì các quý đạo hữu giống như đứa gì? Đứa trẻ con kia kìa. Nó không hiểu được, hoặc là chỉ hiểu một cách nơ mơ thôi. Ví dụ bố mẹ bảo phải ăn ăn cái này và nó mới hết bệnh. Thế nhưng mà nó thấy đắng quá nó không ăn. Phải không các quý đạo hữu? Tức là nó không phù hợp. Không phù hợp với nó không thích thì nó không ăn. Chứ nó lại không ý thức được như người lớn là phải uống đắng, nhưng mà uống vào nó sẽ khỏi, nó không bị ốm, không bị sốt sốt như này nữa. Nhưng mà nó không hiểu nó đang thích cái gì, nó đang làm cái đấy. Đấy, ví dụ như có các quý đạo hữu đấy, được ban cán sự sách tấn mỏi cả mồm. Thế nhưng mà lý do cơ. Lý do là tôi là có đám cưới nhà A, nhà B rồi, tôi còn phải đi chỗ này, chỗ kia, hôm nay họp làng, họp nước, họp xóm, họp đủ thứ lung tung rồi đi sang nhà A, B, C nói chuyện rông dài chứ. Sao lại cứ ép tôi nghe Phật Pháp, ép tôi tu, khó chịu lắm. Đúng không? Vì không hiểu được cái việc tu nó mà là cái gốc, nó mới là chuyển hóa đi cái nghiệp lực của mình. Mình khổ, muốn hết khổ thì phải tu. Thì tu là gì? Tu là chúng ta phải hiểu rõ được chi kiến. Nghe Pháp thì mới sáng rõ được chi kiến. Trí tuệ thông minh là có chính kiến là có phước. Thế rồi từ cái việc đó mình mới giác ngộ được ra thế nào là câu nói đúng để cho mình chuyển nghiệp, thế nào là câu nói tạo nghiệp. Mình mới dừng cái câu nói tạo nghiệp, hăng hái nói những câu nói chuyển nghiệp. Phải không? Những câu nói chính Pháp, những câu nói lành thiện, những câu nói không để lại những cái quả báo xấu. Mình mới có học thì mới có được cái sự lợi ích giác ngộ, phải không các quý đạo hữu? Có thể là chỉ cần đi nói chuyện 15 phút với bà hàng xóm thôi, về nhà mình nghiệp nó nặng lên. Có biết đâu là trong cái lúc mình ngồi nói chuyện ấy, mình tạo ra bao nhiêu khẩu nghiệp. Nếu như mình nghe Pháp thì mình đôi khi mình đi sang bà hàng xóm chơi, mình biết cách khuyên răn người ta đúng, một cái câu chia sẻ đúng, tâm sự đúng, mình tăng lên phước. Nhưng muốn có được điều đó thì mình đã phải dày công nghe Pháp rồi. Phải không có quý đạo hữu? Lúc mình đi nói chuyện là mình thành đi bố thí Pháp rồi. Phải không? Đấy, thế nhưng mà do mình không có nghe Pháp, không giác ngộ, cho nên một buổi nói chuyện mình tạo ra bao nhiêu nghiệp. Đáng ra là hôm nay về là con mình nó không cãi mình, nhưng do mình đi nói chuyện với bà hàng xóm về, nó thay đổi tính nết, nó cãi mình là do nghiệp của mình có thay đổi. Nghiệp của mình vừa có đi thị phi. Đúng không? Vì mình vừa đi thị phi rồi, thì mình về mình phải bị quả báo thôi. Quả báo thì là ai gây cho chúng ta quả báo?
chính chúng ta mới gây cho chúng ta những cái quả báo đau khổ. Như chúng ta là nhân, thế còn quả báo thì người trả cho chúng ta bị khổ là ai? Là chồng, là con, là các mối quan hệ của chúng ta chứ ai? Phải không? Nó đáp trả lại cái quả cho chúng ta. Nghiệp mình nặng đấy, nghiệp nhẹ thì là có phước thì con cũng có hiếu, phải không? Nhưng mà do mình với đi nói chuyện từ đầu xóm đến cuối xóm về gây khẩu nghiệp, cho nên nghiệp của mình nặng đi, mình nói những câu bất nhân, bất nghĩa, thì về mình phải được đáp trả lại cái quả báo là con mình nó bất nhân, bất nghĩa với mình, hoặc chồng mình. Đấy, thế cho nên mình không có giác ngộ thì mình sẽ tạo tội thôi. Phải không các quý đạo hữu? Mình phải tạo tội. Đó, thì tâm chiếu hoàn quán chỉ nói ví dụ như bạn Nga, bạn phải tu tập để cho bạn ấy chuyển hóa cái bệnh chân của bạn hàng 5-6 tháng trời đi. Thế mà 5-6 tháng khỏi được, có phải là cả đời này chuyển nghiệp chưa? Chuyển nghiệp cả một đời, cái khối nghiệp đấy rất nặng đấy. Thế mà do chăm chỉ có 5-6 tháng mà người ta chuyển được nghiệp. Thế thì đây là một nghiệp bệnh còn khó hơn các nghiệp khác. Nghiệp bệnh là khó hơn các nghiệp khác. Vậy mà người ta nỗ lực tinh tấn ngày đêm tu tập trong 5-6 tháng người ta chuyển nghiệp. Thì đương nhiên mình có cái nghiệp con hư, làm ăn nó chưa thuận, nhiều thứ mình cứ nỗ lực 5-6 tháng thì mình sẽ chuyển hóa thôi. Nhưng trong 5-6 tháng đấy thì phải biết dừng nghiệp, phải biết chuyên tâm vào, no việc nhà, no việc tu thôi, không no việc lang thang nữa. Phải không? Tức là khi chúng ta ấy, đi thị phi chơi bời, rỗi rãi, lười biếng thì nó giống được ví như thế này này. Được ví như là chúng ta có một cái vết mụn rồi nhưng chúng ta lại mang nó rúng xuống bùn. Tức là nó đang bị nghiệp rồi nhưng lại đi tạo nghiệp thêm. Phải không các quý đạo hữu? Thế còn cái người mà người ta biết là người ta có nghiệp rồi, bắt đầu người ta dồn vào công phu tu tập, nỗ lực tu tập, thì giống như người có một cái bệnh ấy, nhưng mà người ta lại chăm đi chữa, phải không? Thì nó sẽ khỏi. Đấy. Thế cho nên tại sao các đạo tràng không chịu phát triển tu tập? Do mình không lăng họp bàn để mà giúp đỡ nhau thoát khổ. Đạo Phật là đạo giúp đỡ nhau thoát khổ. Xem là nhà chị bây giờ đang có cái nghiệp gì mà chị khổ đây, phải nỗ lực tu thế này và để hồi hướng cho nó chuyển đi. Thực sự chúng ta không phải là khổ do một mình chúng ta. Chúng ta khổ là con cái, chồng con, cha mẹ, người thân mình phải khổ. Phải không? Mẹ với con có cộng nghiệp với nhau. Mẹ phải có nghiệp con nó bất hiếu thì nó con nó mới bất hiếu được. Mình không có nghiệp con bất hiếu thì con nó không bất hiếu được. Phải không? Thế thì mình phải nỗ lực tu để cho mình có được cái phước báo không bị con bất hiếu. Thì đương nhiên cái phước đấy của mình nó sinh ra con mình nó không chơi với người ác. Cái đấy đã giúp cho mình được bao nhiêu tiền của tài sản rồi. Phải không? Nhưng không tu thì phước ở đâu ra? Lười biếng thì phước ở đâu ra? Không tu thì làm gì có thành quả? Phải không các quý đạo hữu? Thì đâu ra thành quả? Mình chỉ cần tu mình chuyển được cái nghiệp thất thoát tài sản thôi thì con mình nó đã không thất thoát tài sản rồi. Nhiều gia đình bố mẹ phải thế chấp tài sản, sạch cửa sạch nhà vì con. Thế đây thì chẳng qua là cộng nghiệp, mình có cái nghiệp mất hết tài sản thì nó mới phá tài sản chứ. Mình mà tu được cái phước không bị thất thoát tài sản, xem con nó có chơi mất tài sản không? Phải không? Tâm chiếu hoàn quán nói rộng thêm. Mình có cái định nghiệp 100 người ốm ở cái kiếp này là 1.000 ngày. 100 người ốm 1.000 ngày. Vì mình có cái định nghiệp đấy cho nên mình phải lấy phải người này ốm, lấy phải có bố mẹ ốm, phải có gì? Con cái ốm. Để làm sao cả cuộc đời này mình phải có 1.000 người ngày 100 người ốm. Nhưng do mình tu tập nghiệp mình chuyển đi, mình chỉ còn khoảng 30 ngày 100 người ốm. Thì đương nhiên những cái cộng nghiệp kia người ta sẽ không ốm nữa. Thế cho nên người ta nói là phải hiểu được biệt nghiệp và cộng nghiệp. Thì mình hiểu được như thế thì mình sẽ nỗ lực tu để mình chuyển hóa cái cộng nghiệp này đi. Thì tự nhiên bên cạnh nó sẽ chuyển hóa. Nó giống như một cây hoa thơm ấy. Tuy rằng cây hoa nó thơm nhưng nó tỏa ra thì tất cả mọi cái xung quanh nó đều được hưởng. Cho nên nó có cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Chúng ta đã có cái gia đình là phải có cái cộng nghiệp. Mà chúng ta đã tu thì chúng ta sẽ chuyển được cộng nghiệp. Thì người nhà mình đã được tốt lắm rồi. Các quý đạo hữu ạ. Thế cho nên mình tu thực chất là cho mình đỡ khổ, nhưng mà những cái
hiện tượng xung quanh, gia cảnh nhà mình nó được thay đổi. Thế mà chúng ta khổ là khổ do gia cảnh gia đình. Phải không các quý đạo hữu? Hàng xóm không giúp mình được. Mình đi ngồi nói chuyện dê ra dè già, mình chỉ tạo nghiệp người khổ, người ta chỉ cho mình được một lời hỏi thăm thôi. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Nhưng mình không khổ thì mình được đi hỏi thăm người khác, chia sẻ người khác. Nhưng mình đã khổ thì phải bị người khác đến hỏi thăm. Phải không các quý đạo hữu? Cho nên tốt hơn hết là mình làm sao để mình đừng khổ, để đỡ phải bị người khác hỏi thăm, mà mình đi hỏi thăm, chia sẻ người khác tốt hơn nhiều. Phải không? Đấy. Cho nên chúng ta phải giác ngộ được điều này. Các quý đạo hữu ạ, phải giác ngộ được rằng tu là để cho cả nhà sung sướng, bớt khổ đi. Phải không? Đây Tâm Chiếu Hoàn Quán lấy một cái ví dụ gần cận hơn thế này nữa. Hôm nay con mình nó đi chơi, rõ ràng nó sẽ gặp một người khác xui, có cái hiện tượng đâu. Nó về, nó bất thiện với mình ngay. Ví dụ, một cái ví dụ mới xảy ra ở trên báo đưa tin là có một cậu, cậu rủ bạn về giết mẹ đấy. Các quý đạo hữu đọc cái tờ báo chưa? Đọc cái bài báo chưa? Giết mẹ để lấy 3 triệu đồng đi chơi đấy. Các quý đạo hữu thấy không? Thế nếu như ngày hôm đấy mà người mẹ này biết tu, tất nhiên cái nghiệp đấy thì nó theo con mắt nhà Phật thì nó là định nghiệp rồi. Các quý đạo hữu ạ, thế nhưng nếu ngày hôm đó hoặc trước ngày hôm đó mà mẹ biết tu, không còn cái nghiệp đó nữa, thì cái duyên con nó sẽ không gặp cái thằng bạn kia. Cái duyên nó thay đổi thì nghiệp quả nó thay đổi, các quý đạo hữu ạ. Đúng không? Cái duyên thay đổi thì nghiệp thay đổi. Có những người, người ta nghiệp người ta thay đổi trong cái phút gần xảy ra rồi. Ví dụ hôm nay người ta định đi chơi, đi trên cái chuyến xe ra để bắt xe đi chơi, nhưng mà gần đến phút chót rồi thì bắt đầu là người ta có cái việc gì đó đột xuất, người ta phải quay về. Thế nhưng cái chuyến xe đấy lại là cái chuyến xe bị nạn. Thế có phải là nghiệp nó thay đổi ở cái phút cuối cùng? Đó là do trước đó người ta có tạo được một lời nói, một cái gì đó nó thay đổi nghiệp lực đi. Chứ còn mọi việc, cái nghiệp lực trước đã sắp xếp hết cho người ta đi rồi. Đấy. Cho nên chúng ta phải nhớ, nhân duyên nghiệp nó có thể thay đổi. Chúng ta mọi việc có thể rất đang tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể nói những cái lời do không giác ngộ mà bất kính cái gì đó, thì chúng ta sẽ gặp khổ quả ngay. Đấy. Thế thì mình nghe Pháp, nghe Pháp hàng ngày tâm mình được trưởng dưỡng nên, mình sẽ áy náy nếu mình định làm việc ác. Các thầy, quý đạo hữu thấy không? Tức là mình dừng các việc ác được và mình tăng trưởng các điều thiện, tâm mình sẽ thay đổi, và tâm thay đổi thì nghiệp thay đổi. Trên người ta nói là nghe Pháp được phước lành lớn ở chỗ đấy đấy. Thế và mình lắng nghe Pháp thì có các vị thần hộ trì Pháp, người ta đi theo, người ta hộ trì mình, các việc nó đã thoáng hơn rồi, các quý đạo hữu ạ. Chúng ta đi cầu đi cúng là do muốn có gì? Muốn có chư thiên thiện thần hộ Pháp, hộ trì cho mình, phải không? Gọi là phù hộ độ trì. Thế nhưng mà riêng nghe Pháp, riêng tu tập thôi, đã có bao nhiêu chư thiên thiện thần hộ trì rồi. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Phật khi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đấy, Ngài định nhập diệt, có vị chư thiên đến với bạch với Đức Phật là Ngài hãy đi tuyên thuyết Pháp. Cho nên cứ có Pháp là có chúng hộ trì, các quý đạo hữu ạ. Cho nên mình chỉ cần tâm mình lăng nghe Pháp, lăng làm việc thiện, lăng giúp đỡ người trong Phật Pháp thôi, giúp đỡ người ta được giác ngộ. Các Phật tử làm trong ban cán sự là luôn luôn làm trong cái việc là giúp cho người khác được giác ngộ đấy chứ, phải không? Mình chỉ có tâm ý năng muốn giúp người khác giác ngộ thôi, thì nghiệp nhà mình đã chuyển một cái nhân duyên này là nhân duyên lúc nào cũng thường trực, các quý đạo hữu ấy, là con mình nó sẽ lắng nghe lời thiện hơn là lời ác. Đấy là cái phước báo mà cái người làm trong ban cán sự được hưởng, các quý đạo hữu ấy. Người nhà mình sẽ lắng nghe việc thiện hơn là việc ác, tại vì mình luôn luôn muốn mang điều thiện đến cho gì? Cho người. Muốn mang cho người giác ngộ, từ bỏ việc ác, làm việc thiện. Giáo pháp của Phật là giúp con người ta giác ngộ, bỏ ác, hành thiện. Các quý đạo hữu ạ, mình mong muốn cho người khác vào trong Phật Pháp,
cái mong muốn đấy của mình nó thuộc về cái tâm là mong muốn cho mọi người hiểu rõ vấn đề, bỏ việc ác làm việc thiện. Cái nhân quả đấy của mình thì nó sẽ thay đổi các nhân duyên cho con mình, cho người thân của mình. Xa rời việc ác, gần gũi việc thiện. Các quý đạo hữu ạ, thế nếu như mình không nỗ lực tu gieo nhân như thế thì ai giúp mình đâu? Phải không các quý đạo hữu? Không ai giúp mình được. Cho nên việc làm trong ban cán sự ấy, Tâm Chiếu Hoàn Quán vẫn nói đó là hy hữu duyên, đó là phước báo của mình. Các quý đạo hữu ạ, trên nhiều nhiều các quý đạo hữu không hiểu, phân công làm trong ban cán sự không chịu làm, thực sự là bỏ đi một cái nhân duyên thù thắng để mà truyền nghiệp cho kiếp này và nhiều kiếp sau. Cái nhân duyên của nó giống như ở ngoài đời ấy, người ta nói là được làm trưởng phòng, được làm giám đốc là nhân duyên để thu hái tiền, phải không? Thế thì tu tập mà được làm trong ban cán sự nó còn thù thắng hơn đấy rất là nhiều. Tức là nó là nhân duyên để cho mình làm các việc, cho mình chuyển nghiệp. Còn làm giám đốc hay tất cả các thứ nó chỉ là quả phước mà bây giờ người ta hái thôi. Còn mình thì lại còn gieo nhân. Có những người có thể là người ta được cái phước về tài sản công danh, những con cái thì lại nuôi sụt, phải không? Thế nhưng mình đi tu, tức là mình đang thì tất cả cái nghiệp nhà mình đang có rồi, đang mình đang cải tạo tất cả mọi phương diện trong gia đình mình nó phát triển lên. Tùy thuộc vào mỗi gia đình có cái định nghiệp khác nhau, phải không? Cái người người ta làm quan bây giờ ấy, người ta còn nỗ lực đi xây chùa. Giàu thế mà người ta còn đi xây chùa, người ta đi từ thiện rất nhiều. Mình đã nghèo, làm gì có tiền đi từ thiện, phải không? Xây chùa thì không được là bao nhiêu, thì mình phải dùng cái giác ngộ và lời nói thiện của mình đi bố thí, phải không các quý đạo hữu? Thế thì phải làm trong ban cán sự thì mới có được việc đó. Vì mình không có tiền thì mình phải tìm cách bố thí phù hợp với mình. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Mình làm gì có tiền, mình làm gì có tiền bỏ ra mà đúc hẳn một pho tượng, làm gì có tiền mà xây hẳn một ngôi chùa như người ta đâu, phải không? Thế ví dụ như là pho tượng Phật A Di Đà trên chùa mình, ở trên chỗ sân A Di Đà là một người người ta cúng dường, mình làm gì có, phải không quý đạo hữu? Người ta cúng dường một lúc xây hẳn một cái lầu chuông trống kia, mình làm gì có. Có người về xin xây hẳn một cái cửa tam quan, mình làm gì có. Trên người ta đã giàu, người ta lại còn nghĩ đến việc đến chùa mà làm phước để cho người ta còn giữ vững cái nền tảng giàu có. Nhưng mình đã nghèo thì chớ, thì lại còn lười. Đấy là nghiệp quả của mình, nó định nghiệp cho mình càng đã nghèo lại còn đi xuống khổ. Mình đã nghèo chớ con lại hư, phải không? Lại còn nắm bệnh nhiều tật nữa. Vậy gia đình thì còn anh em rối ren, cái gì cũng đòi nhờ nữa. Đấy là nghiệp ác của mình, nặng nghiệp. Thế thì bây giờ mình phải nghe Pháp để nó thoát ra một số nghiệp đã. Rồi mình nghe Pháp, mình hiểu, mình có nói một câu nó cũng là câu đúng Pháp, sinh lên cái phước. Cho nên trong cái bố thí vô ý, khiến cho người ta giác ngộ là bố thí lớn. Thế thì dành cho ai? Dành cho những người Phật tử giác ngộ của mình đi mà làm việc đó, phải không? Thì chúng ta nên lười không chịu làm trong ban cán sự, hoặc lười không chịu tu tập. Thế thì làm sao mà chuyển hóa? Kêu khổ, khổ cứ ra kêu trời, trời có cứu đâu. Nếu mà kêu trời, trời cứu được thì đã chẳng còn ai khổ, phải không? Nếu mà nói là đi cúng, đi khấn mà nói hết khổ thì người ta cũng khấn nhiều hơn mình, phải không? Trên bây giờ mình giác ngộ Phật Pháp, mình chỉ có biết rằng là mình phải học để cho giác ngộ. Giác ngộ rồi mình đi bố thí. Bố thí giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác thực hành Phật Pháp, cho người ta hết khổ. Đấy là cái bố thí mà mang lại cái hết khổ cho mình, phải không? Mình đang khổ cái gì thì mình dùng cái công đức đấy, mình hồi hướng sang cái chỗ đấy cho nó bớt khổ. Đấy mới gọi là người giác ngộ. Thì ở đây bạn Nga, bạn trong cái khổ của mình, tu trong vòng có mấy tháng trời mà nó chuyển hóa đi cả một cái khổ mà coi như là bạn là, nếu bạn như thế là thống khổ chứ không phải là khổ bình thường, phải không? Thống khổ. Cái người đã bị niệt cả đời rồi ấy, thì nằm khổ luôn cả đến cha mẹ, người thân, con cái chăm lo.
rồi bị người ta khinh chê, rồi không làm ra tiền, có phải là bạn ấy tu có 6 tháng mà bạn chuyển được các cái nghiệp này nhá? Thứ nhất là nghiệp về sức khỏe, thứ hai là nghiệp về danh, bị người ta coi thường, khinh chê, liệt cả đời, không ai còn quý trọng nữa, phải không? Rồi không làm ra tiền, rồi lại tiếp tục tiêu hao tiền bạc. Tiêu hao tiền bạc của ai? Của cha mẹ, của anh em, của con cái, của gia đình, phải không? Tiêu hao đi như thế. Thế rồi lại còn phải để cho mọi người phải chăm sóc mình nữa. Thế rồi cái nghiệp ốm lại còn phải thối thân, thối thịt, liệt, dần dần nó cứ tăng dần lên. Thế mà tu trong vòng hơn 6 tháng nỗ lực, bạn ấy chuyển hóa được nghiệp này. Thứ nhất là chuyển được cái cộng nghiệp, không ai phải chăm mình nữa. Thế là đối tượng chăm này, thứ nhất là chồng, thứ hai là mẹ bạn ấy, thứ ba là anh em, thứ bốn là con cái. Bốn cái loại nghiệp cộng nghiệp này chuyển hết luôn, phải không? Công lăng tu tập có lớn không? Thứ nữa là tiêu hao tiền bạc của mọi người, thì bây giờ bạn đi làm ra tiền, nó chuyển một cách khác hẳn luôn, phải không các quý đạo hữu? Thứ nữa là nằm đấy mọi người phục vụ, rồi sẽ đón nhận những sự tủi hờn, trách mắng, rồi mâu thuẫn, bị khinh chê, mà có hơn 6 tháng chuyển băng đi cái nghiệp đó. Thế có phải là tu nó chuyển nghiệp kinh khủng không? Chuyển quá đi chứ. Thế mà lại còn phước lớn hơn, lại còn bây giờ lại còn lãnh đạo một nhóm bao nhiêu Phật tử, chuyển từ cái nghiệp là không thể bố thí được nữa, mà phải nhận sự gì? Bố thí của người khác. Chuyển thẳng sang cái nghiệp đi bố thí cho người khác, có phải là dư thừa cái phước báo để đi bố thí không? Cái lúc trước là phải đi nhận, cái người nhận và người đi bố thí. Tâm Chiếu Hoằng Quán nói sang ví dụ tiền, từ cái người đi ăn xin mà phải đi xin sự thương xót của mọi người, chuyển sang một người có tiền đi cho, nó là hai cái cảnh giới về phước báo khác hẳn nhau. Thế mà có mấy tháng trời nỗ lực tinh tấn, ngày đêm nhất tâm, tại vì lúc đấy niệt rồi thì phải nhất tâm tu, không còn cái gì khác nữa rồi. Đấy, cho nên cái nỗ lực nhất tâm mà người ta chuyển hóa hẳn một cái nhân của cuộc đời, phải không? Cái nhân kia là cái nhân đau khổ, bây giờ cái nhân này là nhân hạnh phúc, đúng không? Khác hẳn. Thế thì các quý đạo hữu có phước duyên nhưng mà lại không chịu tinh tấn, đáng ra người ta phải tranh nhau làm trong ban cán sự chứ, phải không? Người ta ấy phải thực hành cái câu như thế này, Tâm Chiếu Hoằn Quán nghe được một cái câu dân gian này, nó phù hợp với Phật Pháp này: cất áo trước khi mưa. Tức là người ta phải nhìn thấy cơn mưa, người ta phải chạy đi, người ta cất cái áo vào rồi thì cái áo nó mới không bị ướt. Chứ còn đợi mưa ướt rồi cất vào cũng còn phải hong lại. Thế thì chúng ta phải tu để chúng ta nhìn thấy nghiệp rồi, chúng ta biết gia cảnh người ta có con thì đương nhiên là phải khổ vì con. Có chồng phải khổ vì chồng, có cháu phải khổ vì cháu, có cha mẹ phải khổ vì cha mẹ. Cái đấy chúng ta tự biết rồi, phải không? Khổ vì gì? Khổ vì ốm đau, khổ vì nó chơi với bạn xấu, con cái đấy mà. Khổ vì nó không công danh sự nghiệp, khổ nó phá tán tài sản, khổ nó tai nạn, khổ nó có thể đi tù. Đúng không? Tức là chúng ta biết là có cơn mưa rồi, phải chưa các quý đạo hữu? Thế thì chúng ta phải tu toàn bộ cái nghiệp ấy để chúng ta không bị ảnh hưởng, để cho nó được bảo toàn, nó khô như thế này, nó đừng ướt, phải không? Chứ đợi đến lúc nó lại chơi với bạn, nhân duyên dẫn dắt gì đấy, đi đến pháp luật rồi, lúc đấy giờ mới cuống cuồng cuồng để tu làm sao cho nó đỡ, thì lúc bấy giờ nó chỉ nhẹ đi thôi, chứ nó không thoát hết được, phải không các quý đạo hữu? Mà lúc đấy thì lại chật vật lắm. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy nghiệp, chúng ta nhẫn nha, phải không? Ví dụ như cái áo vậy, nếu chúng ta nhìn thấy cơn mưa đằng kia thì chúng ta nhẫn nha đi cất, nhưng mà mưa nó đã rào rào rồi thì phải gì? Chạy hộc tốc ra cất, nhưng mà áo vẫn ướt. Thế giờ các quý đạo hữu cứ nói là nó có hai cái là bận lắm tôi không tu đâu, gương còn bao việc. Thế thì chúng ta phải chấp nhận cái khổ nó không thay đổi được, cứ thế mà đi chạy theo cái khổ thôi, phải không các quý đạo hữu? Chạy theo cái khổ thôi,
Tức là khổ đến đâu thì làm đến đấy thôi, chứ khổ, khổ đến đâu thì phải dám mà chịu đến đấy. Ví dụ con nó đi, con nó chơi hư hỏng rồi, nó về nó báo cho mình khoản nợ 300 triệu thôi, cứ nao đầu đi mà vay mà làm mà trả thôi. Phải không? Tức là khổ đến đâu phải chịu đến đấy. Nó không có cơ hội cho mình tu cho nó chuyển nghiệp nữa. Phải không? Khổ quá rồi. Thế chúng ta phải nhớ rằng người đệ tử Phật chăm lo cho gia đình, ngoài ra phải chăm lo cho cái gốc của cái hạnh phúc. Như thế mới gọi là người biết cất áo trước khi gì? Trước khi mưa. Đúng không? Chứ cứ đợi trời mưa ướt hết 2/3 áo rồi mới chạy ra, thì mình vừa mình chạy ra cất áo vừa bị ướt mình. Đúng không? Chân nọ đá vào chân kia có khi ngã. Phải không? Như nào gọi là chân nọ đá vào chân kia ngã? Con nó bây giờ nó báo lợ về khoảng 200 triệu, 500 triệu. Mình bây giờ nó đến xã hội đen nó đến rồi. Khổ quá rồi, lúc không làm sao được phải đi vay nặng lãi để trả đỡ cái chỗ này đã. Nhưng đi vay nặng lãi về mình lại còn chết cả cái chỗ vừa lợ cũ vừa cái nặng lãi mới. Đấy gọi là đi ra cất áo nhưng mà chân nọ dẫm vào chân kia ngã. Nôi được cái áo vào đến nơi thì vừa đi chữa vết thương lại còn vừa đi chữa cái áo ướt. Thì đúng đúng là con nó đi mà nó vay xã hội đen mình đúng tình trạng đấy. Phải không các quý đạo hữu? Thế thì chúng ta phải cất áo trước khi mưa. Chúng ta phải tu từ khi con chúng ta còn bé. Từ khi con mình nó chưa có va chạm, hoặc con mình nó bắt đầu việc làm ăn, tức là chúng ta phải tu đi để sau này cho nó bớt khổ cho con mình. Rồi lại còn ốm đau sau này đây này các quý đạo hữu này. Mình không tu giá mà định nghiệp của mình là bị ốm đấy là 1.000 ngày mới chết. Bây giờ mình tu đi để nó ốm 500 ngày cũng đỡ hơn rồi. Phải không? Thế thì mình đỡ ốm thì mình đỡ phải người thân mình phục vụ. Có phải là chuyển nghiệp cho người thân mình chưa? Thế rồi đỡ phải hao tốn tiền thuốc, có phải là đỡ cho cả nhà không? Cho nên trong cái cộng nghiệp nó tu một người tu cả nhà được hưởng. Phải không? Tức là cả nhà được đỡ phiền toái mà, thì đỡ khổ, phải không? Có quý đạo hữu. Đấy. Thế cho nên là ai lười không tu là người Đức Phật thì gọi là vô minh thôi. Có quý đạo hữu ạ. Không chịu đi ra cái chỗ sáng. Người ta gọi là đi từ tối ra sáng. Trong kinh Đức Phật dạy có những hạng người đi từ tối ra sáng, còn có những hạng người đi từ sáng vào tối. Đó là phân cho làm lãnh đạo, rồi có cơ hội để mà tạo phúc thì không nghe, thôi tôi từ bỏ tôi không làm ban cán sự, xong tiếp tục lại tôi từ bỏ tôi không làm tinh tấn nữa, xong lại tôi từ bỏ thôi tôi đi tu, tôi thích thì tu, không tu thì thôi. Đấy là đi từ sáng ra gì? Ra tối. Dại quá. Phải không? Rất dại. Bởi vì mình cứ đi dấn thân vào cái chỗ khổ, đáng ra người ta phải đi từ cái chỗ khổ đi ra. Phải không? Bằng phương pháp gì? Bố thí pháp thật nhiều. Nghe pháp để bố thí pháp. Bố thí pháp thì bằng cách gì? Nhà người ta khổ, đến tụng kinh lễ bái, giúp cho người ta, cho người ta bớt khổ. Thì mình có cái nhân là nếu mình khổ được người giúp, và cái nhân thứ hai là mình bớt được cái khổ. Phải quý đạo hữu, nó chuyển nghiệp mà. Khuyến tấn người khác tu hành, làm các việc phận sự trong, trong đạo tràng, toàn là những việc bố thí trong pháp cứu khổ thôi, thì làm sao nghiệp mình nó không chuyển. Phải không quý đạo hữu? Có một cái nghịch lý thế này các quý đạo hữu, mà đời thì người ta không giải, người ta không giải quyết được. Đó là người ta nói rằng là tôi còn phải bận, tôi còn phải dạy con tôi, chứ nếu không thì con tôi nó hư hỏng. Cái lúc trước mà tâm chiếu hoàn quán mà bận lo việc phận sự lắm. Lúc đầu thì nàng người ở nhà là luôn luôn sao sát các con để dạy dỗ. Nhưng về sau giác ngộ đến Phật Pháp, tâm chiếu hoàn quán chỉ còn một niệm là gì? Mình gieo nhân quả thiện, nhất thiết con mình nó không thể làm việc ác được. Vì cái lòng tin chắc chắn như thế mà con tâm chiếu hoàn quán học lớp 2 mà tâm chiếu hoàn quán gần như là lo toàn việc phận sự chứ không lo việc con cái nữa rồi. Không lo một chút nào. Thì tâm chiếu hoàn quán là về thì bên nhà nội, bên nhà ngoại, bố mẹ, anh em cũng nói là bây giờ thời buổi này
không chịu no con như thế nó hư hỏng rồi thì chết. Nhưng mà tâm chiếu hoàn quán với cái lòng tin bất thối chuyển đối với nhân quả, cho nên chỉ có đi no cho nhà người thôi, giúp cho người khác biết đến Phật Pháp. Thế mà cái kết quả bằng bằng cái sự thật là con tâm chiếu hoàn quán từ lúc nó rời nó học lớp 2, tự học tự thi. Ở nhà với bố rất là bình thường, chả bao giờ phải có một câu là con học bài đi, rồi cũng tự đỗ đại học, tự lo cho mình, tự đi học đại học, tự đi no kiếm làm thêm. Nó tự no cho nó, rồi anh em nó tự no cho nhau. Thế có phải là mình tu mình đâu có phải là không chuyển đâu, đáng nhẽ cái nghiệp phải gì? Phải no cho con, phải không? Còn phải no nhiều đấy, cái nghiệp đấy cũng hơi vất vả đấy. No nó hư, nó không chịu học, nó chơi bạn xấu cơ, nhiều lắm, phải không? Nhiều người còn con cái còn bảo nó không nghe, nó đang học chỗ này nó bỏ học ấy chứ, phải không? Rồi nó còn đủ thứ, nó chơi với bạn xấu, rồi nó đi chơi không về, rồi đủ thứ. Tâm chiếu hoàn quán không phải lo việc đó. Còn hầu như là chỉ có con gọi điện cho mẹ thôi. Mẹ ơi mẹ, mùa đông lạnh lạnh rồi đấy, mẹ đi đâu mẹ nhớ mặc quần áo ấm à. Con nó nói cho mình, từ hồi nó cấp 2, cấp 3 nó đã gọi điện cho mình như thế rồi. Bây giờ cũng thế, đầu mùa đông. Mẹ ơi mẹ nhớ, mẹ đi mẹ mặc nhớ mặc quần áo ấm à. Thế có phải nó no ngược cho mình? Thế nhân quả là gì? Mình no cho mọi người giác ngộ về hiếu, về nghĩa, để sống cái cuộc đời nó đạo đức, cho nên mình được hưởng cái điều đạo đức, phải không các quý đạo hữu? Đó là nhân, đó là quả. Đấy, cho nên ở đây tâm chiếu hoàn quán nói ra chuyện của Phật tử Nga, đấy là người thật việc thật. Và ở trong đạo tràng thì đạo tràng từ tâm trước ấy, nó cũng nhiều việc thật, người thật việc thật lắm. Các chị cứ nao công việc từ sáng đến tối, con cái chả phải no gì các quý đạo hữu. Tức là tự nó cái nhân quả nó sẽ trưởng thành. Cái lời nói của mình khiến con mình nó nghe. Còn kia thì cái lời nói khiến con nó cãi lại, phải không các quý đạo hữu? Thế và chúng ta, những người làm trong ban cán sự là những người có cơ hội nhìn thấy dòng nghiệp trong tâm mình nhiều nhất đối với hàng cư sĩ tại gia. Phải không các quý đạo hữu? Tâm mình hôm nay có không yêu thương ai, mình biết ngay. Mình có nhiệt tình, tinh tấn giúp đỡ không, mình biết ngay. Và nó có cơ hội sách tấn. Thế nào gọi là cơ hội sách tấn? Người ta gọi đến cho mình hỏi. Thế đây có phải là cơ hội sách tấn mình không? Cơ hội. Thế có phải là lúc nào cũng làm hình nhân thế mạng, thế đi cái thằng lười biếng không? Thế đi cái thằng bất thiện pháp không? Mình là cái người có phước, cực kỳ có phước luôn. Mà nhiều đạo hữu lại còn từ chối không chịu làm ban cán sự. Thật là lãng phí, phải không? Cho nên chúng ta phải sung phong, chúng ta phải tích cực, chúng ta phải đòi học làm chủ sám, phải không? Đòi học làm chủ sám để đi khai đàn, để đến để làm gì? Làm việc thiện giúp đỡ người ra khỏi chỗ khổ. Phải chưa các quý đạo hữu? Tinh tấn. Mình lợi thế mà nào là thầy bói như nào, là giải quyết được bao nhiêu việc. Chứ còn nếu như người đời kia có ai người ta được một duyên thế đâu. Có ai ta hỏi là chị ơi chị bây giờ nhà em khổ lại làm nào cho hết khổ đâu. Làm gì cơ hội bố thí. Phải làm trong ban lãnh đạo, ban cán sự mới có cơ hội bố thí. Nhóm trưởng, trưởng nhóm. Phải không? Thấp nhất cũng phải là nhóm trưởng, phó trưởng nhóm, phó nhóm. Phải không? Người ta mới hỏi mình chứ. Thì cái hỏi đấy chính là mình đã được cái phước báo, được sách tấn. Lúc nào cũng được pháp sách tấn, duyên sách tấn. Thế thì đương nhiên là mình phải đi hỏi rồi. Mình phải đi hỏi lên trên để trả lời. Thế là mình vừa thân cận bậc thiện tri thức, lại vừa bố thí được. Phước báo nó tăng nhanh lắm. Các quý đạo hữu ạ, chuyển nghiệp nó sẽ nhanh. Phải không? Đấy, nghiệp mình đã gây từ kiếp trước rồi. Bây giờ mình phải tạo nhân để chuyển cái nghiệp kiếp trước đi. Phải không các quý đạo hữu? Chuyển hóa nó đi. Nhá. Việc tu tập Phật Pháp ấy, chúng ta phải hiểu đúng bản chất của nó là thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc đời hiện tại và thay đổi nhiều cuộc đời về sau. Nó là như thế đấy. Nó là cái gốc
của hạnh phúc. Chúng ta là người đang tìm cầu hạnh phúc thì phải chăm từ cái gốc này. Các đạo hữu rõ chưa ạ? Chăm từ cái gốc này. Và trong câu lạc bộ Cúc Vàng thì Tâm Chiếu Hoàn Quán luôn luôn tạo duyên để cho các quý đạo hữu chúng ta làm được cái việc thiện lớn nhất. Đã là thiện rồi thì trong cái thiện thì nó có hai cái: thiện hữu lậu và thiện vô lậu. Thiện hữu lậu là những cái thiện mà chỉ mong cầu giàu có và phước báo ở thế gian. Còn thiện vô lậu là chúng ta đang thực hành các pháp trong lục hòa là vô ngã. Thì cái đó là vượt lên trên hạnh phúc của thế gian. Nó được hạnh phúc giải thoát. Tức là nếu sinh ra ở kiếp người, kiếp sau chưa thoát, chưa sinh ra ở kiếp người thì nó đã phước báo đầy đủ rồi, các quý đạo hữu ạ. Nên có người hỏi là giờ con cứ hồi hướng hết về vô thượng bồ đề, nếu kiếp sau con sinh ra bị xấu thì sao? Thế thì thử hỏi rằng người đã đi học cao học rồi lại còn sợ vào lại không bằng cao đẳng. Cao học phải hơn cao đẳng chứ, phải không? Thì đương nhiên kiếp sau thì nó phải có cái phước quả của người ta, còn người ta còn được hưởng ở Tây Phương, ở Niết Bàn. Mà lại còn cái phước nhỏ nhỏ như ở thế gian, cõi người, cõi trời không thực hành thì sao? Phải không? Tu một ngày bát quan trai giới trọn vẹn mà người ta đã được hàng bao nhiêu kiếp ở trên các cung trời kia rồi kia kìa. Phải không? Nói gì đến cái việc ở thế gian này không được phước nữa. Phải không? Cái quý đạo hữu sợ không tu thôi. Nhớ chưa? Hồi hướng về vô thượng bồ đề tức là chúng ta sẽ phát sinh được các nhân duyên thực hành Bồ Tát Đạo tại cõi Sa Bà này, từ cõi trời cho đến các cõi thấp. Ở đâu chúng ta cũng là người tự tại để hưởng tất cả những gì chúng ta được có và được tu tất cả các pháp gì thành tựu chúng ta đều có hết. Đấy là cái người mà hồi hướng về vô thượng bồ đề nó được cái phước quả lớn như thế cơ mà. Nó tạo ra tất cả các nhân duyên luôn. Chúng ta đọc đến kinh Quán Âm, chúng ta thấy thích Ngài Quán Âm không? Thích không? Tự tại. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta cứ hồi hướng về vô thượng bồ đề là chúng ta sẽ có những cái nhân và có những phước quả như Ngài Quán Âm thôi. Nhá. Bây giờ Tâm Chiếu Hoàn Quán chỉ nói thôi, học hạnh Quán Âm. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Từ Đại Bi Ninh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là nghe chúng sinh khổ mà đến cứu khổ. Bây giờ ban cán sự chúng ta có thể nghe chúng sinh khổ có phái nhau đến không? Thế là nhân của Bồ Tát Quan Âm chứ còn đi đâu nữa. Thế đến lúc chúng ta gieo nhân đấy rồi, khi chúng ta gặp cái khổ chúng ta chỉ bảo Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà mình tất ứng có việc chuyển hóa. Nhân nào quả đấy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên chúng ta lúc khổ quá niệm Quan Âm, chúng ta được chuyển hóa nghiệp. Thế không gieo nhân thì quả đâu ra, phải không? Phải alo chị ơi, chị đi tu chưa, hôm nay chị có đi tu không? Phải có cái đấy chứ, phải không? Độ người bằng âm thanh, đúng không? Thế rồi chị ơi, chị nhà em khổ quá, thế nhà em có việc gì được rồi các chị đến gì giúp? Thế gọi nghe âm thanh mà đến cứu người ta chưa? Làm Quán Âm thì mình phải mất thích làm Quán Âm không? Có thì tu đi. có thì làm ban quán sự đi, phải không? Quán sự. Cứ bảo Quán Âm ở đâu thì chúng ta phải tu nhân nó mới có quả nhá. Đại chúng rõ chưa ạ? Cho nên là người tu nhân thì tự tại đó. Đấy các quý đạo hữu cứ gọi cái là Tâm Chiếu Hoàn Quán có mặt luôn. Đấy. Chúng ta học hạnh của Phật, học hạnh Bồ Tát thôi, phải không? Thì đã Phật, đã Bồ Tát thì nó mới bớt khổ được. Thế chúng ta thì chưa phải là Phật, chưa phải Bồ Tát, nhưng chúng ta đi học. Đã đi học thì đều có cái kết quả của nó cả. Phải không các quý đạo hữu? Thế cho nên là tại sao gọi người làm thiện hay được chư Phật Bồ Tát gia trì cho? Thì mình phải nghe thấy tiếng khổ rồi thì mình phải cứu gì? Cứu khổ. Nhá. Đấy. Thế hôm nay đã tinh tấn được chưa? Ngần đấy câu nói mà không tinh tấn được nữa thì thôi. Đó. Nếu mà ngần đấy sự thật được chuyển tải đến tai mình mà mình không tiếp nhận thì đừng nghĩ là con mình nó nghe lời khuyên thiện. Phải không? Ngần đấy sự thật được chuyển tải đến mình không tiếp nhận được thì làm sao mình có cái phước quả là con mình nó nghe lời thiện bỏ việc ác. Đúng không? Thế thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán mà sách tấn là sách tấn chung. Nha.
Còn các quý đạo hữu thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn thôi. Chúng ta có làm được thì nó tốt được.